Chào mừng các đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6 tóm tắt bài 7 trang 27 đến trang 32. Bài 7 chúng ta sẽ học chủ điểm thơ. Thơ có yếu tố tự sự miêu tả. Đọc hiểu văn bản. Văn bản 1, đêm nay bác không ngủ, Minh Huệ. Số 1 nhỏ chuẩn bị, thì các em sẽ xem lại phần kiến thức ngữ văn để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này. Khi đọc văn bản thơ có yếu tố tự sự miêu tả thì các em cần chú ý là chúng ta sẽ đọc kỹ văn bản thơ và xác định cái câu chuyện được kể trong đó, nhận biết được những cái yếu tố tự sự miêu tả trong văn bản và chỉ ra tác dụng của những yếu tố ấy. Chỉ ra một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ, ý nghĩa của bài thơ và những cái nhận thức tình cảm của em sau khi đọc. Rồi các em sẽ đọc trước bài thơ đêm nay bác không ngủ, tìm hiểu thêm về tác giả Minh Huệ. Rồi tham khảo cái hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Đó là một đêm sông Lam mùa đông năm 1950 trong một căn nhà danh gió lùa kẻ tiếp. Thì Minh Huệ được một người bạn tên là Chắc, bảo vệ của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, kể cho nghe câu chuyện về Bác Hồ đi chiến dịch. Trong đó thì có chuyện Bác không ngủ, Minh Huệ nghe và đã viết lại câu chuyện này. Thì bài thơ ra đời vào năm 1951, lúc nhà thơ 24 tuổi. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ đọc kỹ cái văn bản thơ. Rồi ở đây, đọc kỹ văn bản thơ và xác định câu chuyện được kể trong bài thơ. Thì câu chuyện được kể trong bài thơ là câu chuyện kể về một đêm không ngủ của Bác Hồ trên đường đi chiến dịch trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Những cái yếu tố, nhận biết những cái yếu tố tự sự miêu tả trong văn bản và chỉ ra tác dụng của những yếu tố ấy. Thì yếu tố tự sự trong văn bản là kể lại một đêm không ngủ của bác, những hành động yêu thương của bác cho các chiến sĩ. Rồi kể lại cuộc trò chuyện của bác và anh đội viên. Yếu tố miêu tả trong văn bản đó là trời khuya, bác trầm ngâm, mưa lâm thâm, người cha mái tóc bạc. Tác dụng của những yếu tố tự sự miêu tả đó là hình tượng Bác Hồ hiện ra một cách tự nhiên, lại được đặt trong mối quan hệ gần gũi ấm áp với người chiến sĩ. Qua đó người chiến sĩ hiểu thêm cái tấm lòng nhân ái bao la của bác. Tiếp theo chỉ ra một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ. Thì một số nét đặc sắc về nghệ thuật. Thể thơ năm chữ gần gũi với dân ca tạo nên sắc thái, hình ảnh gần gũi quen thuộc, giọng điệu thành kính thiết tha. Ý nghĩa và nhận thức, văn bản tái hiện lại tình yêu thương, sự quan tâm của Bác Hồ dành cho các chiến sĩ bộ đội. Thêm yêu, thêm kính trọng và ngưỡng mộ vị cha già kính yêu của dân tộc. Đọc trước bài thơ đêm nay bác không ngủ, tìm hiểu thêm về tác giả Minh Huệ. Minh Huệ, ngày 3 tháng 10, 1927, tên khai sinh là Nguyễn Đức Thái, quê tại Bến Thủy, nay thuộc phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thì ông bắt đầu viết vào năm 1951 khi mới 24 tuổi. Ông từng là hội trưởng hội sáng tác văn nghệ Liên Khu 4, trưởng ban thơ, lý luận, phê bình, văn học, dịch nhạc, xuất bản văn học, ủy viên ủy ban chấp hành kiêm trưởng ty văn hóa Nghệ An. Đêm nay bác không ngủ năm 1951 là bài thơ nổi tiếng nhất của ông. Tiếp theo đọc hiểu văn bản. Anh đội viên thức dậy thấy trời khuya lắm rồi mà sao bác vẫn ngồi, đêm nay bác không ngủ. Lặng yên bên bếp lửa, vẻ mặt bác trầm ngâm, ngoài trời mưa lâm thâm, mái liều tranh sơ sát. Anh đội viên nhìn bác, càng nhìn lại càng thương, người cha mái tóc bạc, đốt lửa cho anh nằm. Rồi bác đi dán chăn, từng người một, sợ cháu mình giật thột, bác nhón chân nhẹ nhàng. Anh đội viên mơ màng, như nằm trong giấc mộng, bóng bác cao lòng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Thổn thức cả nỗi lòng, thầm thì anh hỏi nhỏ,
Bác ơi, bác chưa ngủ, bác có lạnh lắm không? Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Vâng lời anh nhắm mắt, nhưng bụng vẫn bồn chồn. Không biết nói gì hơn, anh nằm lo bác ốm, lòng anh cứ bề bộn vì bác vẫn thức hoài. Chiến dịch hãy còn dài, rừng lắm dốc lắm ụ, đêm nay bác không ngủ lấy sức đâu mà đi. Lần thứ ba thức dậy, anh hốt hoảng giật mình, bác vẫn ngồi đinh ninh, chòm râu im phăng phắc. Anh vội vàng nằng nặc, mời bác ngủ bác ơi, trời sắp sáng mất rồi bác ơi, mời bác ngủ. Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc, bác thức thì mặt bác ngủ không an lòng. Bác thương đoàn dân công, đêm nay ngủ ngoài rừng, rải lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn. Trời thì mưa lâm thâm, làm sao cho khỏi ướt, càng thương càng nóng ruột, mong trời sáng mau mau. Anh đội viên nhìn bác nhìn ngọn lửa hồng, lòng vui sướng mênh mông, anh thức luôn cùng bác. Đêm nay bác ngồi đó, đêm nay bác không ngủ, vì một lẽ thường tình, bác là Hồ Chí Minh, 1951, thơ Việt Nam 1945-1975, nhà xuất bản tác phẩm mới, Hà Nội 1976. Như vậy chúng ta vừa theo dõi bài thơ về nội dung chính bài thơ, kể về một đêm không ngủ của Hồ Chí Minh trên đường đi chiến dịch trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, và thể hiện tấm lòng yêu thương sâu sắc của Bác Hồ với nhân dân và bộ đội Việt Nam, và tình cảm khâm phục kính yêu của người chiến sĩ đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Tiếp theo câu hỏi giữa văn bản. Một, chỉ ra tác dụng của các từ lái trong khổ thơ thứ hai. Thì từ lái trầm ngâm, lâm thâm, sơ sát, tác dụng làm tăng cái giá trị biểu cảm và miêu tả cho khổ thơ, làm cho đoạn thơ hiện lên đặc sắc hơn. Câu 2, xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong dòng thơ số 11. Thì dòng thơ số 11 nổi bật với biện pháp tu từ ẩn dụ người cha mái tóc bạc. Tác giả đã lấy hình ảnh người cha để nói về Bác Hồ, đó là phép ẩn dụ phẩm chất. Tác dụng là gợi nhiều liên tưởng cho người đọc về tình thương yêu của Bác Hồ với chiến sĩ trong một đêm rừng ở chiến khu Việt Bắc, đó là sự quan tâm, chu đáo, gần gũi, thân thương như người cha với người con trong gia đình. Câu 3, chú ý tác dụng của dấu gạch đầu dòng ở các dòng thơ số 23, 25 và việc tạo yếu tố tự sự. Thì các dấu gạch đầu dòng ở các dòng thơ số 23, 25. Bác ơi, bác chưa ngủ, bác có lạnh lắm không? Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Thì tác dụng của các dấu gạch đầu dòng này là tạo nên cái hội thoại giữa Bác Hồ và anh đội viên, nhấn mạnh cái tình cảm của bác đối với các bộ đội ta, tạo nên cái yếu tố tự sự khiến cho bài thơ trở nên hấp dẫn. Một bài thơ nhưng có các sự việc lại diễn ra như một câu chuyện đang được kể. Tiếp theo câu 4, các từ đinh ninh phăng phắc giúp em hình dung ra hình ảnh bác lúc này như thế nào. Thì ở trong câu bác vẫn ngồi đinh ninh chòm râu im phăng phắc, có hai từ lái, đó là đinh ninh và phăng phắc. Thì hai từ lái này có vai trò lớn trong việc miêu tả chân dung của bác, khắc họa được cụ thể rõ ràng tư thế, dáng vẻ và tâm tư của bác trong đêm không ngủ. Lý do bác không ngủ vì đang tập trung suy nghĩ về một vấn đề lớn lao. Tiếp theo câu 5, khổ thơ này thể hiện tâm trạng của ai? Thì khổ thơ này thể hiện tâm trạng yêu thương lo lắng của Bác Hồ đối với các anh chiến sĩ đang chiến đấu vì quê hương. Câu 6, xác định cách gieo vần của hai khổ thơ cuối. Thì cách gieo vần của hai khổ thơ cuối là chữ cuối dòng 2 vần với chữ cuối của dòng 3, hồng, mong. Khổ cuối đặc biệt hơn chữ cuối dòng 3 vần với chữ cuối dòng 4, tình, minh. Tiếp theo câu hỏi cuối bài. Một, bài thơ có những nhân vật nào?
tìm các chi tiết liên quan đến hoàn cảnh xuất hiện của các nhân vật, kể lại câu chuyện trong bài thơ dựa theo trật tự thời gian khoảng 9 đến 10 dòng. Thì bài thơ có các nhân vật đó là anh đội viên và bác Hồ. Hoàn cảnh xuất hiện ở chi tiết: thấy trời khuya lắm rồi, lặng yên bên bếp lửa, ngoài trời mưa lâm thâm, mái liều tranh sơ sát. Kể lại câu chuyện trong bài thơ dựa theo trật tự thời gian. Đêm nay ở chiến khu, ngoài trời mưa lâm thâm, có anh đội viên nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Hình ảnh hiện ra trước mắt anh là bác Hồ đang ngồi lặng im bên bếp lửa. Mái tóc bác đã bạc đi rất nhiều, đêm khuya thanh vắng bác lặng lẽ rón chân đi tới kéo chăn cho từng người. Thấy bác tới gần, anh đội viên khẽ hỏi: bác ơi, bác chưa ngủ ạ, bác có lạnh lắm không? Nghe thế bác đáp lại anh đội viên bằng giọng trầm ấm: chú cứ việc ngủ ngon để mai còn đi đánh giặc. Nghe lời bác, anh đội viên chìm vào giấc ngủ tiếp, nhưng dường như lúc này giấc ngủ cũng không còn được sâu như lúc đầu nữa. Những câu hỏi được đặt ra quanh quẩn trong đầu, không hiểu sao, vì sao mà bác thao thức đến vậy. Lần thứ ba thức dậy, thắc mắc của anh đã được giải đáp. Bác thức trong đêm là vì lo việc nước, thương đoàn dân công, thương mọi người còn đang vất vả. Xúc động trước tình thương của bác, anh thức luôn cùng bác đêm đó. Tiếp theo câu 2 liệt kê các chi tiết thể hiện tình cảm của bác đối với các chiến sĩ và dân công, chi tiết nào gây ấn tượng nhất cho em? Thì các chi tiết thể hiện tình cảm của bác đối với các chiến sĩ và dân công đó là: bác nhón chân nhẹ nhàng đi dém chăn cho từng người. Rồi bác đi dém chăn từng người một, sợ cháu mình giật thột, bác nhón chân nhẹ nhàng. Bác nóng ruột thương đoàn dân công đang vất vả trên các nẻo đường. Bác thương đoàn dân công càng thương, càng nóng ruột, mong trời sáng mau mau. Thì em thích nhất hình ảnh là bác nhón chân nhẹ nhàng đi đắp chăn cho từng người, giống như hình ảnh người cha quan tâm đến những người con của mình. Tiếp theo câu 3, tìm các chi tiết thể hiện tình cảm của anh đội viên dành cho bác Hồ. Từ dòng 1 đến dòng 44, chi tiết nào đem lại cho em nhiều cảm xúc nhất? Thì các chi tiết thể hiện tình cảm của anh đội viên dành cho bác Hồ đó là: lo lắng cho bác, không biết nói gì hơn, anh nằm lo bác ốm, quan tâm muốn bác nghỉ ngơi, anh hoảng hốt giật mình, anh vội vàng nằng nặc, yêu quý ngưỡng mộ bác, lòng vui sướng mênh mông, anh thức luôn cùng bác. Thì em thích nhất chi tiết không biết nói gì hơn, anh nằm lo bác ốm, lòng anh cứ bề bộn. Thì chi tiết này thể hiện tình cảm mà anh đội viên dành cho bác, giống như tình cảm của một người con dành cho cha của mình. Tiếp theo câu 4, câu thơ đêm nay bác không ngủ được điệp lại mấy lần trong bài thơ, ý nghĩa của sự điệp lại này là gì? Thì câu thơ được nhắc lại 3 lần trong bài thơ. Việc nhắc lại câu thơ đêm nay bác không ngủ thể hiện bác là một người yêu thương dân, lo lắng cho dân. Nhà thơ muốn mọi người hiểu về tấm lòng bao la cũng như là tính cách của bác. Tiếp theo câu 5, hãy chỉ ra một số yếu tố miêu tả trong văn bản và nêu tác dụng qua một cái ví dụ cụ thể. Ví dụ cho yếu tố miêu tả: vẻ mặt bác trầm ngâm, ngoài trời mưa lâm thâm, mái liều tranh sơ sát. Bác nhón chân nhẹ nhàng, bóng bác cao lòng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Tác dụng nhấn mạnh những cái gian khó nơi chiến khu, qua đó làm nổi bật hình ảnh vĩ đại của vị cha già kính yêu và toát lên cái tình yêu thương bao la của người dành cho chiến sĩ. Tiếp theo câu 6, đoạn trích sau là toàn bộ câu chuyện mà Minh Huệ được nghe kể lại về bác, đọc đoạn trích và thực hiện yêu cầu bên dưới. Một đêm, bác Hồ ghé vào một láng bộ đội giữa rừng.
Một đội viên tỉnh giấc thấy một cụ già nùng đang tiếp củi vào bếp lửa giữa láng. Bóng ông cụ và ánh lửa như đang tỏa sáng xua đi bóng tối và cái lạnh lẽo của núi rừng. Anh trùm kính thêm áo chấn thủ lên đầu định ngủ tiếp, nhưng linh tính mách bảo anh một cái điều gì đó. Anh ló đầu ra, căng mắt quan sát và nhận ra Bác Hồ. Anh vùng dậy sung sướng định reo lên nhưng không hiểu sao, anh chỉ lại run run khẽ thốt. Bác ơi, sao bác chưa ngủ à? Thưa bác, mời bác đi ngủ. Bác miễn, bác cười hiền đầm ấm. Được, cháu cứ ngủ ngon, bác sẽ đi ngủ. Vâng lời bác, anh đội viên trở về sạp, nhưng làm sao có thể ngủ được khi được gặp Bác Hồ và Bác Hồ còn thức. Thế là anh lại vùng dậy nài nỉ mời bác đi ngủ kẻo trời sắp sáng. Bác lại âu yếm bảo cháu cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc, cháu ngủ ngon là bác khỏe. Bác không buồn ngủ vì trời lạnh, còn nhiều bộ đội và dân công ngủ ngoài rừng. Nhà thơ Minh Huệ đã viết bài thơ đêm nay bác không ngủ như thế nào. Như vậy chúng ta sẽ chỉ ra sự giống nhau và khác nhau trong câu chuyện giữa đoạn trích và bài thơ của Minh Huệ ở trên. Thì sự giống nhau ở đây đều thể hiện cái tấm lòng yêu thương sâu sắc rộng lớn của bác với bộ đội và nhân dân, tình cảm yêu kính cảm phục của người chiến sĩ đối với lãnh tụ. Khác nhau hình thức, một là bài là văn xuôi, một bài là diễn đạt bằng thơ. Tức là cái văn bản ở trên là một cái bài văn xuôi, còn bài đêm nay bắt phong ngủ của Minh Huệ là được diễn đạt bằng thơ. Rồi cái nội dung bài thơ là anh đội viên kể về một đêm bác không ngủ, góc nhìn của anh đội viên. Còn bài văn trên thì nghe theo cái ngôi kể thứ ba, chỉ là Minh Huệ nghe kể lại. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6. Thì sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lem để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.